Vâng, xin cảm ơn các anh các diễn giả đã thuyết trình. Quả thật là ngay cả bản thân em là người mà cũng quan tâm đến cái câu chuyện về hướng đạo, nhưng mà nhìn cái bức tranh của anh Nguyễn Tuấn trình bày, đặc biệt là những nguồn gốc thì nó rõ hơn, nhưng cũng đúng là rất tiếc là chúng ta nên có thêm thời gian chúng ta hiểu sâu thêm. Bây giờ bắt đầu về phần trao đổi. Như vừa thuyết trình, em thấy có một cái vài điểm cũng thú vị, cũng vui vui, không biết các bạn có nhận ra không. Thứ nhất là tôi nhìn thấy cái việc mà ba ngón tay này, không biết của hoa hậu vừa rồi là hoa hậu Thủy Tiên nhỉ hay ai đó, không biết là mọi người cứ bảo là đây là biểu tượng cho cái gì cái gì, thế tự nhiên là vừa rồi nhìn thấy anh Tuấn trình bày mình bảo không biết có phải là vấn đề về hướng đạo không. Đấy là một câu chuyện. Thế thì bây giờ bắt đầu anh Tuấn ạ, em nghĩ thế này, là một cái phương trình gì, một cái nhất là một hoạt động xã hội ấy, nó phải có ý nghĩa, nó thành công, nó phải có ý nghĩa. Anh có thể cho mọi người biết ở đây vì sao Biden Powell, vì sao BP lại bắt đầu khởi xướng một cái phong trào như vậy, bởi vì trên thế giới khi đó thì cũng rõ ràng là nhiều hoạt động rồi, thì ông ý vì sao ông lập ra một phong trào này, vì sao ông lập ra và ông mong muốn cái gì? Xin mời anh ạ. Dạ, xin trả lời câu hỏi của anh Cảnh Bình. Dạ. Thì Biden Powell á, thì sau một thời gian ông hoạt động quân đội, ông thấy rằng là cũng có thể là truyền những cái kinh nghiệm và cái kỹ năng mà ông có được cho các bạn trẻ, thì ông thực nghiệm là một tổ chức ra một cái nhóm các thanh thiếu niên rời khỏi gia đình, đi tham gia vào đi vào tới cái đảo Prausi để thực hiện sống với thiên nhiên và học đến những cái kỹ năng khác nhau. Từ cái đó ông ngồi suy nghĩ ra, ông thấy rằng là mình có thể là hỗ trợ ra những cái kỹ năng, những cái thực hành sống và cách mà quản lý lẫn nhau cho các em này, để cho em có thể giúp ra đời. Bởi vì những cái đó ở trong nhà trường nó hoàn toàn không có dạy. Nếu mà chúng ta chỉ đào tạo cho một giới trẻ mà chỉ biết vào trong sách vở trong nhà trường đó, và dù mà em đã học giỏi, làm được những cái bài tập của thầy cô hay là làm ra những công việc ở trong phòng thí nghiệm, nhưng mà khi mình đi ra ngoài đời đó, thì có rất nhiều cái vấn đề nó khác nhau và đòi hỏi những cái kỹ năng, từ cái kỹ năng bản thân cho tới những kỹ năng sống, rồi những cái khả năng mà có thể hòa nhập rồi giúp ích cộng đồng, hoặc là lãnh đạo, kiểm soát cảm xúc, vân vân. Tất cả những cái này đòi hỏi là chúng ta phải có ra những cái hoạt động để hỗ trợ cho các bạn trẻ. Cảm ơn anh. Em thì em nghĩ là như thế này. Nhất là song sử cũng ghi lại Biden Powell là chiến thắng trong cái chiến tranh Boe. Trong cái cuộc chiến tranh ấy, chỉ có 2.000 người quân đội của Anh mà chiến thắng, sống lại được đến 8.000 hình như là quân đội Nam Phi ở Châu Phi. Thế thì trong cái hoạt động như vậy, ông ta nhận thấy rằng là cái kỹ năng vô cùng quan trọng. Ông ta phát triển một loạt các cái hoạt động về kỹ năng. Bản thân Powell, BP cũng là một trong những người mà rất là có kỹ năng, có kiến thức và tự rèn luyện trong quân đội. Nó giống như kiểu là tình báo bây giờ, hoặc là những đội đặc nhiệm Delta Force hay cái gì đó mà chúng ta xem ấy. Thì đấy là em nghĩ rằng là tích hợp các cái yếu tố như vậy lại, ông cả cảm thấy rằng, bởi vì khi em nghe anh Nguyễn Tuấn trình bày, em thấy là các cái giá trị ở trong 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 hướng đạo ấy, nó phần nào đó nó giống, khá là giống những cái hoạt động như kiểu tạm gọi là soft skill, những cái kỹ năng mềm, nào là teamwork, rồi phát triển nghề nghiệp, rồi đội nhóm, rồi kết hợp. Nó giống như cái hoạt động đoàn đội ngày xưa bọn em tham gia thứ như vậy. Em cảm tưởng rằng ông ấy kết hợp những việc như vậy lại. Ông ấy nhận thấy rằng ở ngoài xã hội cũng cần có một số các hoạt động nào đó bổ sung cho nhà trường. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Cái kiến thức của chúng ta ở trong nhà trường về toán lý hóa học là học những thứ nó không đủ. Kiến thức trong cuộc sống, những kỹ năng vận động trong cuộc sống, trong đặc biệt là thiên nhiên, em nghĩ nó quan trọng hơn, không phải quan trọng hơn mà nó sẽ phải bù đắp, nó là một trong yếu tố quan trọng cho sự trưởng thành, cho sự sống sót của con người. Đó là lý do mà em nghĩ rằng là Powell làm như vậy. Không biết các anh có bổ sung thêm cái ý gì cho những cái mục tiêu này không? Họ làm việc phải có mục tiêu. Xin mời các anh ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Bình. Tôi cũng có ý tưởng của như anh Bình đã nói hoàn toàn chính xác. Thực sự thì trong trận chiến De Boer với lại là quân Ấn Độ đấy, thì Biden Powell là một cái vị thiếu tướng, và ông nhận thấy rằng là các cái trẻ, ông huấn luyện các trẻ để làm như là các trinh sát, với dùng các kỹ năng đó chính là các kỹ năng mà sau này ông phát triển cho hướng đạo, đó chính là các kỹ năng về trinh sát, nào là tìm dấu đường, nào là mật thư, nào là liên lạc, vân vân các thứ. Thì từ đó ông mới suy nghĩ rằng khi mà về về lại nước Anh, thì ông suy nghĩ rằng là tại sao giới trẻ chúng ta
có thể là có những cái hoạt động nó được, có thể những là mà nhưng mà vấn đề vấn đề là phải làm sao để cho trẻ nó thích thú, phải ham thích. Từ đó ông, thông qua trò chơi, thông qua các trò chơi và ông lồng các cái phương pháp hướng đạo đó, các cái trò chơi hướng đạo đó mà ông đã ứng dụng trong cái trận chiến The World với lại đó thì tại thành Mafeking thì ông đã làm điều đó và các trẻ hồi đó rất là thích thú. Và từ đó thì ông dần dần ông tạo dựng được một cái đội nhóm, một cái nhóm các trẻ để ông huấn luyện và hướng dẫn để thông qua các cái trò chơi, các cái phương thức. Mà đúng như vậy, thực sự bản thân tôi cũng vậy, từ hồi nhỏ nhỏ mà được các trưởng cho chơi các trò chơi tìm kiếm mật thư rồi đi thế này khác, rất thú vị, rất thú lắm, rất thú vị. Và điều đó kích thích trẻ để từ đó các trẻ được học tập các cái kỹ năng đó, và qua đó, thông qua đó, từ từ nó dần dần trở thành con người hiểu được tốt hơn, hiểu về lời hứa, hiểu về nhân cách để mà tốt hơn và có được cái kỹ năng để trong cuộc sống. Thì tôi nghĩ rằng là chính Baden-Powell đã với mục đích là rèn luyện một cái lứa thanh thiếu niên mọi người là hiểu được để làm sao để làm được tốt hơn. Và chính là từ đó thì cũng như là trưởng Lê Anh Tuấn đã nói, từ đó Baden-Powell mới thành lập một cái trại đầu tiên ở Browsy, ở đảo Browsy thì với 20 em thì tất cả rất là nhiều. Thì đó là lý do mà muốn, mà sau này đến năm 2007 mà khi mà hướng đạo thế giới đề ra cái châm ngôn đó là creating a better world, là xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, thì cũng là đi theo tinh thần của BP hồi đó. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh. Em cũng hoàn toàn là nghĩ là như vậy. Nó giống như kiểu là sau này khi xã hội ấy, phát triển ấy, chúng ta đang có hàng loạt những cái chương trình cho trẻ em, những chương trình về kỹ năng mềm, rồi chương trình học tập phần nào đó bổ túc cho những cái khiếm khuyết mà những cái chương trình học tập chính thức ở trong nhà trường không đáp ứng được. Bây giờ quay lại trên những thành công, thành tựu của hướng đạo sinh, nó có giá trị như vậy, những giá trị như vậy, giá trị phổ quát, và bản thân em thấy rất là ý nghĩa đến cái câu chuyện mà những lời thề, những tuyên bố, lời hứa. Trên cơ sở đó, các anh có thể kể thêm cái câu chuyện hành trình mà đưa cái hướng đạo sinh về Việt Nam trước năm 1945, khi trưởng Hoàng Đạo Thúy đã làm, và những người khác, anh có thể kể câu chuyện vui được không? Ở đây có một cái bạn là Cương Ngô nào đó nói rằng anh có thể kể câu chuyện về cậu bé Kim. Tóm lại cho em muốn nghe cái câu chuyện mà hướng đạo vào Việt Nam như thế nào, đã làm được những gì trước năm 45 ạ? Tôi có cũng nhớ loáng thoáng từ lâu lắm rồi. Thực sự mà nói thật, hướng đạo mà đi vào Việt Nam đó thì phải nói là thực sự là nhờ các cái nhờ người Pháp, hướng đạo Pháp, các ông quan Pháp hồi đó, rồi các tướng lãnh Pháp hồi đó, các quan hồi đó, thì chính là những người có những người là hướng đạo sinh, là những trưởng hướng đạo, và cũng chính họ đã đưa cái phong trào hướng đạo vào Việt Nam. Các trưởng chúng ta hồi đó, ngay cả trưởng Cung Vũ Nguyên hay là các trưởng trước đó cũng đều là cũng được tham gia và được đi học với các trưởng người đó, Pháp. Các trưởng người Pháp, vâng, đúng rồi đó. Thì các trưởng người Pháp qua đây và họ du nhập cái phong trào đó vào, và các chúng ta như là trưởng Hoàng Đạo Thúy hay là trưởng Trần Văn Khắc đều thấy được, hay quá nha, đây là một cái phong trào không những chỉ là cho các em thiếu sinh, các em nhỏ nhỏ chúng ta là hiểu được thêm về kỹ năng, các em thích thú, mà chính là như tôi nói hồi nãy, sự thích thú đem lại cái động lực cho các em đó tham gia mạnh mẽ hơn, lâu dài hơn, bền bỉ hơn và đạt được hiệu quả tốt hơn. Do đó, từ đó thì các trưởng du nhập vào đó, các trưởng lớn của chúng ta thấy được điều đó và đã phát triển cùng song song với các trưởng người Pháp đó. Thực sự mà ngay từ đầu thì các đoàn đó đều do người Pháp thành lập, các trưởng chúng ta tham gia, rồi từ từ mới dần dần mới chuyển giao, rồi phát triển dần dần. Thì cũng có nhiều câu chuyện như là câu chuyện cậu bé Kim vân vân, nhưng mà thực sự bản thân thì tôi cũng không nhớ kỹ lắm, cũng không dám kể. Nếu sai đi thì nó không hay. Vâng, dạ, cảm ơn. Câu hỏi em muốn dành cho anh Lê Anh Tuấn á. Anh Tuấn ơi, tức là ít nhất chúng em vẫn đang tiếp tục muốn cái câu chuyện về trước năm 45, những cái điều mà Powell làm ở trên thế giới, cũng như là trưởng Hoàng Đạo Thúy mang về cho Việt Nam. Anh lý giải như thế nào về sự thành công của chương trình? Nếu cái chương trình nó mang lại ở Việt Nam mà được đông đảo mọi người như vậy,
Tạ Quang Bửu, Phạm Phạm Ngọc Thạch, rồi thì nhiều những nhân vật khác, kể cả nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, họ sẽ mang lại những giá trị. Và bản thân em rất ngạc nhiên đấy, khi là đọc cả hai, tức là đọc cả những câu chuyện về thời Pháp thuộc nhân vật, chúng ta cũng có thể gọi là những nhân vật lớn, kể cả Lưu Hữu Phước hay là Tạ Quang Bửu, đều là những nhân vật lớn. Anh có thể lý giải những hoạt động của hướng đạo đã góp phần định hình nên tính cách của con người, giúp cho những người như vậy họ trưởng thành như nào không ạ? Yeah. Chúng ta thấy rằng là từ cái nguyên lý của hướng đạo và các cái phương pháp hướng đạo đó là tạo ra được cộng thêm cái kiến thức của các trưởng trong giai đoạn đầu, thì nó tạo ra một cái tính cách gọi là kỷ luật trong bản thân và tạo ra những cái tấm gương để có thể thành công ở trong cái công việc của mình và trong cái sự nghiệp của mình, và từ đó nó trở thành tấm gương sáng để cho các người khác có thể noi theo. Tôi cho đó là một cái động lực rất là to lớn, và đồng thời những người đó nó có ra những uy tín và tạo ra những cái ảnh hưởng cũng khá lớn đối với các cái tầng lớp xã hội khác nhau, thì cái đó nó tạo ra một cái kể cảnh, một cái sự lan tỏa cho đặc biệt là trong các cái vùng đô thị. Có câu hỏi của một bạn khán giả ở đây, xin đọc tên ạ. Bạn Nguyễn Hải Hùng: tại sao phong trào hướng đạo lại nhanh chóng được phổ biến đến vậy? Yếu tố nào quyết định cái điều này? Các anh có trả lời được không? Bản thân em thì em nghĩ rằng là như anh Nguyễn Tuấn vừa nói á, những cái trò chơi mà đối với trẻ con, chúng ta đang nói về cái thời xưa đã. Những trò chơi đối với trẻ con vô cùng hấp dẫn. Bọn trẻ nhỏ nó luôn luôn được đi sống thiên nhiên. Hồi em còn nhỏ ấy, giống như anh nói là nào cắm trại như thế nào, buộc dây như nào, mật mã như thế nào, phải tìm ra mật mã. Nó thôi thúc, nó khuyến khích, nó làm cho chúng ta nuôi dưỡng cái trí tò mò, nuôi dưỡng trí tưởng tượng. Thế rồi được chơi với bạn bè là teamwork này kia. Thế thì các anh có thể bổ sung thêm điều gì đã mang lại sự thành công cho hướng đạo ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những năm trước đây? Ai cũng được, ai cũng hiểu như nhau. Anh Tuấn này cũng Tuấn nào cũng là Tuấn. Thực ra thì đúng là như anh Bình nói. Thứ nhất, trước tiên phải là chúng tôi hay thường nói chuyện với các trẻ đó. Scouting is fun, phải vui cái đã, vui mới chơi. Chứ còn nếu không vui không chơi. Các em trẻ cũng vậy. Nếu chúng ta mà tới sinh hoạt với các em mà rồi cứ ngồi xuống một chỗ rồi nó nói lấy các em lấy dây ra là nút dây như thế này cứ ngồi một chỗ mãi á, thì nó không thích đâu. Và đúng là phải có sự hấp dẫn, và từ cái hấp dẫn đó đối với trẻ nó mới tham gia, thích thú tham gia được lâu bền và thích thú dần dần. Và cái cốt lõi, giá trị cốt lõi của phong trào hướng đạo để được phát triển lâu bền trên không những chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, đó là các giá trị đích thực của nó. Để đào tạo, để huấn luyện, để rèn luyện một con người từ nhỏ cho đến lớn, hướng đạo có một phương pháp nữa, đó là tiệm tiến. Đó là phải huấn luyện từ nhỏ. Nhỏ huấn luyện cái gì? Lớn lên hơn từ các tuổi hải ly, sói con, thiếu sinh, khai sinh, tráng sinh. Mỗi một lứa tuổi đều được hướng dẫn một cái phương pháp khác nhau và trò chơi khác nhau để hấp dẫn họ theo tâm sinh lý lứa tuổi. Thì từ các cái lứa tuổi đó, các cái đó thì mỗi một người trong chúng ta thì đều được nhận được các cái giá trị đích thực của cái hướng đạo, là tăng được cái kỹ năng sống, các cái kỹ năng trong cuộc sống của chúng ta. Không những như vậy mà tăng được cái phát triển tư duy, rồi phát triển với tương tác với cộng đồng. Và đặc biệt là hướng đạo là một phong trào huynh đệ trên toàn thế giới. Bản thân tôi, anh Bình biết không, tôi đi các trại bạn, có nhiều khi các đi hướng đạo thế giới đó, họ không cần, chưa từng gặp mình, chỉ cần biết mình là hướng đạo, giúp đỡ rất là nhiệt tình và rất là tay bắt mặt mừng, như là đúng như là luật lời hướng đạo, như là luật lời luật thứ tư là hướng đạo sinh là bạn khắp mọi người và coi các anh em khác như ruột thịt. Và đó là những cái giá trị đó, nó tạo ra được một nhân bản để làm sao để cái phong trào hướng đạo là trở thành một cái phong trào mà phát triển rộng rộng lớn hơn. Đó là cái tinh thần tương thân tương ái, tinh thần huynh đệ,
và tất cả các cái giá trị về kỹ năng sống và kỹ năng mềm. Dạ. Thì tôi cho em mời anh Lê Tuấn ạ. Anh Lê Tuấn, anh có bổ sung gì không về những giá trị mà hướng đạo mang lại vận thành công của nó ạ? Dạ, tôi bổ sung từ cái trải nghiệm bản thân mình. Vâng. Tôi nhỏ thì tại sao mà tôi tham gia hành đạo? Tôi tham gia hành đạo là lúc đầu là do cha mẹ giới thiệu. Thực ra là cha mẹ mình thấy là mình hồi nhỏ mình yếu ớt quá đi, mình ở trong nhà có vẻ hơi công tử bột, mới là dẫn đi lại khoai những cái trại hướng đạo. Thì tôi thấy rằng là ở trong đó là các anh em mà chơi hướng đạo sinh, mặc dù là còn nhỏ xoài con nhưng mà rất là thân thiện, rất là thạo vát, các bạn này rất là thạo vát và tự tin. Và ở trong trường thì là những cái bạn nào mà đã tham gia vào hướng đạo thì những cái bạn đó là bao giờ cũng gương mẫu và chơi cái gì cũng phải vượt trội những người khác. Và lúc đó và tôi thần tượng cho những người như vậy, và ngay cả cái bộ đồng phục của họ, họ tôi thấy tôi cũng tạo ra một sự hấp dẫn đối với bản thân tôi. Và tôi khi mà tôi được tham gia vào trong cái hoạt động những cái đội sợi con sau đình linh thiểu, thì tôi học được sự thân thiện và các bạn bè, và đồng thời gương mẫu và tham gia được những cái hoạt động xã hội mà hồi nhỏ là mình được, thì mình đi ra đi cắm trại, rồi mình tham gia vào cái cứu trợ đồng bào bị bão lụt, rồi vân vân, tất cả những hoạt động đó nó làm mê hoặc dần dần cho mình. Và từ đó thì tôi thấy là cái số mà đội nhóm nó càng ngày càng phát triển lên, đặc biệt ở trong các cái trường học. Vâng, em cũng xin chia sẻ thêm các bạn, là tôi chia sẻ thêm góc nhìn của tôi, kinh nghiệm của tôi. Thực ra thì bản thân tôi chưa từng tham gia hướng đạo. Rất tiếc khi mà tôi lớn lên thì không có hoạt động hướng đạo nào ở đây, mà mọi thứ là nghe qua chuyện của ông già, ông cụ kể lại. Nhưng mà không chỉ kể lại đâu, mà trong lúc mà dạy dỗ mình ấy, trong lúc này nọ thì cũng có lồng ghép chuyện này chuyện kia ghép vào. Thì tôi nhận thấy rất đáng kể, đấy là nó mang lại một cái những cái khái niệm mới, những cách thức mới, điều mà mình bình thường mình chưa được biết. Rồi nó mở ra những cái không gian mới, mở ra cách kết nối với những người bạn bè, với những người khác nữa, khiến cho chúng tôi, khiến cho lúc đầu được làm cho mình cảm thấy là rất là thú vị và rất là thích thú. Dần dần khi tôi lớn lên, tôi hiểu thêm về giá trị nó mang lại. Tôi hay đùa vui, tức là kể cả những người hoạt động đoàn nhé, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bây giờ á, sự trưởng thành về mặt kỹ năng đội nhóm và trưởng thành về mặt kỹ năng lãnh đạo của rất tốt. Khi mới mười mấy tuổi, 20 tuổi đã bắt đầu tập luyện cho mình cái kỹ năng gọi là leadership á, là những cái kỹ năng như vậy rồi. Chúng ta cần có một cái môi trường, cần có những cách thức để mà giúp cho chúng ta có thể rèn luyện những kỹ năng như vừa rồi các anh nói ấy, là kỹ năng teamwork, cái nội nhóm. Nhưng đương nhiên xã hội bây giờ cũng mở rộng ra rồi. Chúng ta cũng có những cái không gian mới, có những cái môn học mới như teamwork này, những nét nước này kia. Thì bây giờ muốn đặt ra câu hỏi với hai anh ạ. Những thách thức của hướng đạo sinh bây giờ là gì? Hướng đạo sinh bây giờ, như một bạn đặt ra câu hỏi ấy, một số điều luật có thể được thay đổi không? Liệu nó phải điều chỉnh như thế nào cho phù hợp với thực tế của ngày hôm nay? Các anh có thể nói là thách thức của hướng đạo sinh ở trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam không ạ? Tôi xin có ý kiến về vấn đề này một tí. Thực ra thì thách thức của hướng đạo Việt Nam và hướng đạo thế giới, thì trước tiên nói về hướng đạo Việt Nam đi. Thì thách thức của hướng đạo Việt Nam thì trong giai đoạn hiện nay thì cơm áo gạo tiền là vấn đề. Thực sự mà nói thì không phải là không dễ gì. Nếu như mà tối ngày cha mẹ phải bươn chải đi lo kiếm tiền từng đồng từng bữa, mà lại là có thể là cho con đi hướng đạo được. Thực sự đó là cái khó khăn, cái thách thức lớn nhất. Một trong những cái nữa là đối với cả thế giới thì đại dịch Covid vừa rồi đúng là một cái thách thức rất lớn. Và tất cả hoạt động của thế giới luôn, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đều phải chuyển qua trực tuyến cả. Tất cả đều phải trực tuyến. Thậm chí là hội nghị hướng đạo thế giới, tức là rất lớn, 172 nước trên toàn thế giới, 172 đoàn của các nước đều phải tổ chức hội nghị trực tuyến. Trực tuyến, vâng, phải trực tuyến hết. Ngay cả vấn đề bầu cử, tôi là trên cương vị là trưởng đoàn thì cũng được tham dự hai buổi tập huấn để tổ chức bầu cử trực tuyến như thế nào, trực tuyến như thế nào để cho nó phải là công bình vân vân các thứ, đúng luật đúng đồ vân vân. Thì cái đại dịch Covid nó làm ảnh hưởng rất lớn, và thực sự mà nói chúng ta không thể hoạt động một cách mà để gây nguy hại đến an toàn của đoàn sinh được. Do đó tôi hoàn toàn đồng ý
với chính quyền tất cả các nước cũng như với lại là phong trào hướng đạo thế giới là phải hoạt động trực tuyến. Nhưng mà như vậy thì cái thách thức đó đưa tới cho chúng ta là chúng ta phải làm sao để duy trì được cái hoạt động của phong trào đó. Duy trì được phong trào, nếu như chúng ta, vì hoạt động phong trào hoạt động bằng cách là sinh hoạt ngoài trời, cùng nhau vui chơi, cùng nhau huấn luyện, rèn luyện v.v. Thế nhưng mà nếu mà trực tuyến thì làm sao? Thì cũng đã có một số đoàn là tổ chức các trò chơi, tổ chức các trò chơi qua trực tuyến được, và các tổ chức các hội họp qua trực tuyến được, và các bé sói con cũng tổ chức được. Vừa rồi thiếu sinh đã tổ chức một chương trình là chương trình sắc màu, đó là các em các đoàn sẽ tổ chức đi làm sao quay video clip về các một cái phong trào của lịch sử của hay là một cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam để tạo ra. À, thì cái thách thức lớn nhất của hiện nay là chúng ta đối với thế giới cũng vậy, đó là cái đại dịch COVID-19. Cảm ơn. Xin mời anh Linh Tuấn có bổ sung gì những thách thức mà những hướng dẫn đạo sinh phải đăng vừa đương đầu không ạ? Dạ tôi cũng thấy là có một số thách thức, và như chúng Tuấn đã nói, thứ nhất là vấn đề sinh kế, tại vì bây giờ cái nhu cầu về cái cuộc sống, về việc làm của thanh niên khi ra đời ấy, là một vấn đề lớn. Cái tiếp là nó có rất những cái cạnh tranh với nhau. Cái cạnh tranh không phải chỉ sự hấp dẫn về phong trào hướng đạo, mà còn có những cái cạnh tranh khác, thì như là các cái mạng xã hội nó sẽ tạo ra những cái sự hấp dẫn nào đó, hoặc là lôi cuốn các bạn trẻ nhiều hơn, hoặc là có những cái công nghệ mới và thu hút các bạn trẻ nhiều hơn, hoặc là những cái thông tin, hoặc là có những cái tổ chức mới là hình thành khác nhau, nó có thể tạo ra những cái sự cạnh tranh đó. Hoặc là đôi khi cũng có những cái thách thức về như tôi nói là dịch bệnh, hoặc là các vấn đề khác. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng là với cái tinh thần nguyên lý và phương pháp hướng đạo thì nó không thay đổi bao nhiêu. Mặc dù là một quốc gia nó cũng có một ít điều chỉnh nào đó cho nó phù hợp vào trong cái hoàn cảnh quốc gia, nhưng mà cái phong trào hướng đạo tới bây giờ thì nó vẫn tiếp tục phát triển trên toàn thế giới. Em cũng xin tổng kết lại sơ qua là như này, bởi vì là thứ nhất cái thách thức ấy, của các gia đình, của mọi người phải lo toan cho cuộc sống này kia, đấy là những cái thách thức thứ nhất. Thứ hai đấy là những cái chương trình thay thế, chúng ta sẽ có những cái chương trình teamwork, những chương trình soft skill, những chương trình này chương trình khác. Cái thứ ba đấy chính là những thách thức của thời đại, hướng đạo cũng phải được điều chỉnh và bổ sung những cái kỹ năng mới, sinh tồn sống sót với thiên nhiên tương lai. Nếu như trước đây khi mà Biden mà đưa ra những cái kỹ năng cắm trại và những cái kỹ năng khi đó, thì cái mạng xã hội và những cái cuộc sống hiện đại bây giờ chúng ta chưa có. Thế nhưng bây giờ cần phải được thách thức như thế nào? Bản thân em thì vẫn nghĩ là hướng đạo có những cái giá trị riêng. Giá trị ở đấy không phải chỉ là những cái kỹ năng đâu. Kỹ năng rồi thì ở đây ở kia nó cũng có được. Nhưng cái tinh thần mà đồng đội, mà như vừa rồi anh Tuấn nói là đi sang nước này nước kia có được cái sự hợp tác này, chia sẻ, cứ khi mà nghe mình nói là scout thì mọi người cảm thấy là thân thiện này, quý mến, rồi hợp tác với nhau, và một tinh thần là mang tính phụng sự cho cộng đồng, rồi tinh thần mà khiêm nhường, rồi đoàn kết, rồi hợp tác. Trong cái số câu hỏi này có một câu hỏi của một bác Lưu Minh Vũ mà sinh năm 1933. Đây cũng là một câu hỏi mà khó, em cứ đọc ra cho mọi người thôi chứ cũng không biết được là chúng ta có thể giải đáp được cho bác hay không. Ông Nguyễn Minh Vũ hỏi: tôi là một người già sinh năm 1933, chắc đây còn hơn cả tuổi hai anh, năm nay là cũng đã đến thế là có khi là gần 90 tuổi ạ. Từ tuổi nhỏ rất thích phong trào hướng đạo, là tham gia sói con, nhưng khi cách mạng tháng 8 thành công thì không hoạt động nữa, tức là phong trào hướng đạo lại không được hoạt động nữa, mà lại thay thế bằng những phong trào thanh niên lao động, rồi thanh niên cứu quốc, rồi thiếu niên tiền phong, thì nặng về lễ tiết lời thề mà lại thiếu đi cái việc mà rèn luyện sức khỏe, hướng dẫn cái lòng yêu nước qua các buổi cắm trại. Thì liệu các anh có biết được vì sao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đã nhận làm chủ tịch danh dự mà rồi thì lại không ủng hộ tiếp cái phong trào này trong cái việc mà phát triển không ạ? Anh có biết nguyên do làm sao chúng ta có một cái sự đứt gãy? Chủ đề em nghĩ là câu hỏi rất là khó, rất là lớn ạ. Câu này là đúng là khó thật. Thực ra thì thời đó ông xa xưa quá.
À, bản thân Dạ. tôi cũng cũng không thể biết được, Dạ. cũng qua lịch sử cũng chưa tìm thấy được, nên chỉ là bản thân tôi cũng chưa biết được như thế nào. Không biết là Trưởng Lên Tuấn có ý kiến gì thêm không? Mời anh Tuấn. Tôi nghĩ là đây là một cái một vấn đề nào mang tính lịch sử mà nó cũng giảng về các cái quan quan điểm về chính trị chút xíu. Thì hầu hết tất cả chúng ta biết là phong trào Công đạo phát triển chủ yếu từ các cái nước mà đang phát triển và các nước đã phát triển. Nhưng mà ở các nước xã hội chủ nghĩa thì đã có ra những cái tổ chức khác mà chính quyền là muốn cho cái tổ chức đó thay thế các hoạt động của thanh thiếu niên. Thì cái đó tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái lý do tại sao các nước xã hội chủ nghĩa không có những cái hoạt động hướng đạo. Cái đây là cái xu thế, đây là trong cái nhân nhóm nhân đó. nhân thế xin hỏi các anh là ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc, ở Đài Loan, giả sử như vậy anh đi hoạt động 190 quốc gia, 170 quốc gia, thì ở cái nước châu Á chúng ta có không ạ? Ở Đông Nam Á anh cho biết, anh Tuấn ơi anh kể xem là tình hình hoạt động của các quốc gia Đông Nam Á với một số quốc gia mà lân cận với chúng ta thế nào ạ? Dạ vâng, thưa anh Bình, các nước rất là nhiều chứ, ở châu Á và Đông Nam Á, có thể kể tới Đông Nam Á thôi là chúng ta có 10 nước, chúng ta chỉ mới có là Lào chưa có thôi, chứ còn ở trong trong khối ASEAN thì là có mà tất cả là có rồi, và chỉ còn thiếu Lào là chưa có. Nhưng còn riêng về châu Á thì rất là nhiều, và có thể nói rằng là châu Á hiện nay với số lượng đoàn sinh lớn nhất, số lượng hướng đạo sinh lớn nhất trên toàn thế giới. Cái nước mà nhiều nhất đó là Indonesia. Indonesia hiện nay là số lượng đoàn sinh lớn nhất thế giới. Và nguyên cái vùng vùng Á Châu Thái Bình Dương, tức là hướng đạo chia làm 6 vùng trên toàn thế giới. Thì vùng Asia Pacific là vùng Á Châu Thái Bình Dương thì rất là đông đông nhất. Và hướng đạo Nhật có, Hàn Quốc và các anh Bình và các bạn có biết không, là đến năm 2023 tại Hàn Quốc thì sẽ tổ chức đại họp bạn hướng đạo thế giới lần thứ 25 vào năm 23, và đoàn hướng đạo Việt Nam cũng đã có danh sách, có số lượng để tham gia với cái trại họp bạn. Đây mà trại họp bạn hướng đạo thế giới là một cái trại lớn nhất của hướng đạo thế giới trong vòng 3 năm, lớn nhất. Quy tụ theo số liệu mới nhất thì là quy tụ hiện nay là trên 48.000 người tham gia với Tức là sắp tới 100, anh bảo là sẽ 48.000 người sang Hàn Quốc trong một cái đại hội, không trong một cái trại như vậy. không không phải chỉ Việt Nam, trên trên toàn thế giới, trên toàn thế giới ạ. À, tức là 48.003 người theo số liệu thống nhất của anh trại trưởng của Hàn Quốc báo Tức là sẽ là sang Hàn Quốc ấy 48.000 ạ. đến Hàn Quốc, và đến Hàn Quốc Ồ, trên toàn thế giới, một cái trại rồi. 48 trên 48.000 người. Việt À, Nam ở, mình ở ở Việt Việt Nam, Nam ở mình ở Đông Nam Á thì là Indonesia với Malaysia, Singapore có thể là họ sẽ phát triển đi. vâng, phát triển lắm, phát triển ghê lắm. Indonesia, Thái Lan nữa, cả ngay cả Thái Lan và Philippines đều phát triển, và thậm chí các nước đó thì họ phát triển trong cái trong nhà trường luôn, trong nhà trường Anh có biết và như hướng gì đạo. về Trung Quốc và về Đài Loan không ạ? Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản ạ? Ví dụ như trong giáo hướng đạo. Nhật Bản là chắc chắn có và rất nhiều. Dạ. Nhật Bản là chắc là một trong rất nhiều. Còn về Trung Quốc thì hiện nay thì là Hồng Kông có, Macau có, và Trung Quốc thì đang có một số Đài Loan có, Đài Loan là có riêng cái hội hướng đạo Đài Loan riêng, của có một số nữa là mà Macau và Hồng Kông đều có cái logo riêng. Và Trung Quốc thì cũng dần dần, tôi biết thì như là cũng có một vài đoàn ở trong Trung Quốc rồi. Dạ.